Lần đầu thử món ăn đường phố Ấn Độ Pani Puri, chú lại coi mấy clip trên mạng á, thấy cái món này hoài luôn á, mà nhìn cũng hơi tò mò, không biết nó là cái gì. Bánh tròn tròn, bọng ruột, người ta chế cái nước màu xanh xanh gì vô mà nhìn thấy người ta ăn ngon quá. Với cũng lâu rồi chú lại chưa ăn đồ Ấn Độ trên cái trang của mình. Video ăn đồ Ấn Độ lần trước của chú lại được mọi người hưởng ứng quá trời luôn. Tính tới thời điểm hiện tại thì đó là video có lượt view cao nhất. Nói chuyện một hồi thì chú lại cũng tới chỗ ăn của mình ngày hôm nay rồi. Quán này thì nằm gần cái nhà thờ đẹp đẹp hồi nãy chú lại quay cho mọi người thấy đó. Quán thì chú lại thấy là có khá là nhiều người khen, review cũng khá tốt. Bên trong quán không quá rộng, có thêm cái sảnh mà có thể ngồi được bên ngoài nữa. Chú Lì định ngồi bên ngoài nhưng mà trời lạnh quá nên thôi bỏ cuộc luôn. Mặc dù là nhìn bên ngoài đẹp thiệt mà thôi ngồi bên trong cho ấm vậy. Trên menu họ cũng có đồ Indonesia nữa, cũng có vẻ thú vị nên hôm nào chắc chú Lì sẽ đi tìm thử nhà hàng Indonesia ăn thử coi như thế nào. Khác với quán lần trước được thiết kế theo kiểu hoàng gia truyền thống Ấn Độ thì quán này được thiết kế theo hơi hướng hiện đại hơn. Đây, món đầu tiên của mình cũng ra rồi, lý do khiến chú Lì đến đây ngày hôm nay. Mấy cái bánh tròn tròn này, cái vỏ nó mỏng lét mà nó giòn rụm luôn mọi người. Còn cái nước màu xanh xanh người ta hay ăn chung thì được làm từ bạc hà và cái vị nó sẽ hơi chua. Cái đen đen hồi nãy là me, rồi hành tây, rồi khoai tây. Về phần nước thì chú Lì có order masala cook thì đại khái thì nó cũng chỉ là nước ngọt Coca-Cola với lại thêm cái bột masala vô thôi. Uống thì cũng giống như Coca-Cola bình thường, thỉnh thoảng mình sẽ nghe được cái mùi nhẹ nhẹ của masala. Giờ thì mình bắt đầu ăn qua cái bánh penne puri, cho mỗi cái một ít vào trong ruột của cái bánh, cho khoai tây, cho hành tây tím, cho thêm cái me này vô nữa, đựng cái me này nó không bị quá chua, cho thêm cái nước màu xanh xanh thần thánh này vô, ăn nó sẽ mát mát giòn giòn mà có rất là nhiều vị trong miệng mình, ví dụ như vị chua từ me, vị ngọt ngọt hơi hăng hăng từ hành tây. Cái bánh tròn tròn thì siêu giòn, còn cái nước này trong mình một cảm giác rất mát và có vị chua nhẹ. Chú Lì thấy thì món này khá ngon, không quá khó ăn đâu mọi người, mà ăn thì nó cũng vui vui nữa, cái vị nó lạ lạ mà cái mùi bạc hà trong cái chén nước màu xanh xanh cũng không có quá nồng, bởi vậy đây mới trở thành món ăn vặt nổi tiếng cho đường phố của Ấn Độ. Đang ăn thì hai món còn lại chú Lì kêu cũng được mang lên. Đây là cánh gà nướng tandoori, còn đây là vindaloo được ăn chung với thịt dê. Nó sẽ có cái màu kiểu hơi nâu nâu, hơi đỏ đỏ. Họ sẽ cho mình ăn chung với cơm làm từ gạo basmati. Và tất nhiên đồ Ấn Độ thì không thể nào thiếu bánh naan được. Đây là bánh naan có vị bơ tỏi. Tất cả mọi thứ chú Lì kêu được mang lên hết rồi, nguyên một bàn đồ ăn nhìn đã cũng mắc ghê luôn á. Mà để chú Lì quay lại ăn tiếp một cái bánh penne puri. Dù đây là lần đầu tiên chú Lì ăn món này nhưng chú Lì cực kỳ thích món này. Kiểu ăn thấy nó vui vui làm sao á. Dù là lạ miệng nhưng không quá khó ăn. Cái bánh tròn tròn đó họ làm sao hay ghê luôn, vỏ bánh thì mỏng tanh mà giòn rụm à. Thôi ăn như đó đủ rồi, giờ mình ăn món thứ hai đi. Cái món gà này có màu đỏ đặc trưng của đồ ăn Ấn Độ, mà trước tiên để chú Lì vắt miếng chanh lên trên cánh gà. Cái gà Ấn Độ thì họ nướng hơi bị kỹ quá nên thành ra khi mình nhìn sẽ cảm giác là miếng gà nó bị khô, nhưng mà màu nâu kiểu nướng than này nhìn tương đối bắt mắt nha. Khi ăn vào thì thịt gà cũng không có quá khô đâu, họ cũng để kế bên một ít ớt bằm như thế này. Nhìn ớt thì có vẻ cay nhưng thực ra nó không có cay, ăn cái vị nó sẽ ngọt ngọt và rất là thơm, tại vì không chỉ ớt mà họ cũng trộn thêm một số gia vị khác nữa. Bỏ lên trên cánh gà ăn chung là siêu dính siêu hợp luôn, nó khiến cho cái vị cánh gà của mình nó ngon hơn hẳn. Gà này thì sau khi mình order họ mới bắt đầu nướng, vậy nên là mình sẽ phải đợi hơi lâu, nhưng mà được một cái gà nướng xong ra ăn liền thì rất là ngon. Nêm nếm cũng tương đối vừa ăn, chỉ có cái màu đỏ thì chú Lì hơi sợ thôi. Rồi giờ mình ăn cái món giống cà ri nhưng không phải cà ri này nè. Món này là vindaloo, mọi người có thể ăn chung với thịt gà, thịt dê hoặc thịt cừu. Phần gạo basmati thì nó sẽ hơi dài, ráo và tơi hơn so với gạo bình thường của mình. Món vindaloo này nó có rất là nhiều ớt, cái màu nó sẽ hơi nâu nâu một chút. Nhìn sơ qua khá giống cà ri nhưng được một cái nó không có quá nặng mùi cà ri. Trong cái phần của mình họ cũng bỏ rất là nhiều thịt dê vô. Thịt dê được họ hầm mềm và khá béo tại không có ít mỡ. Món này khá là dễ ăn, nó có vị hơi cay cay, rất là bắt miệng. Những ai muốn thử đồ ăn Ấn Độ mà không thích quá nặng mùi cà ri thì có thể cân nhắc thử món này nha. Ở đây họ cũng có thể làm món này theo kiểu chay, tức là chỉ có rau củ thôi nếu mọi người không muốn ăn thịt. Giờ thì mình sẽ ăn chung với bánh naan coi cái vị nó ra sao. Bánh naan có vị bơ tỏi nên khá thơm, nhưng mà bánh naan ở chỗ này chú Lì cảm giác nó hơi bị cứng, nó không được mềm như bánh naan ở chỗ lần trước chú Lì ăn. Mà ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ khác đều rất là ok. Đây cũng là lần đầu tiên chú Lì ăn món này nhưng chú Lì cũng khá thích. Nó dễ ăn lắm mọi người, nó không có nhiều mùi cà ri khiến mình khó chịu đâu. Mà cộng thêm bên trong họ bỏ khá là nhiều ớt, đặc biệt là ớt khô, nên món ăn sẽ có vị cay, ăn rất cuốn. Thịt dê thì mềm khỏi nói rồi, như tan trong miệng luôn. Đáng thử, một món rất đáng thử. Giờ thì mình ăn một món tráng miệng luôn nha. Món này chú Lì vô tình được xem một cái video trên mạng, họ khen món này rất nhiều nên hôm nay chú Lì quyết định ăn thử. Ăn cũng ngon nhưng biển cá nó hơi ngọt so với chú Lì. Cái cục tròn tròn này nè là bột mì họ vo tròn lại rồi đem đi chiên. Ăn sẽ cảm giác giống như là mình ăn bánh donut vậy. Họ cũng trộn được ít cái sữa đặc nên rất thơm mùi sữa đặc. Lúc họ bưng ra thì cái chén của mình vẫn còn nóng giống như chè của Việt Nam mình vậy. Phần kem vanilla bên trên ăn cũng bình thường. Cái viên tròn tròn nó đó được ngâm lâu trong nước đường, vậy nên nó khá mềm và thấm đẫm nước đường bên trong. Mà cũng tại vì lý do đó nên ăn hơi bị ngán và khá ngọt.